Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem các quả trứng sau một thời gian đã được ấp tại bên Campuchia nha các bạn. Đây là trứng Igu nha. Đây, đẹp nhất là chỉ có cái thùng này thôi. Thùng này tương đối là không có bị móp nhiều. Có quả này hơi bị móp thôi. Đấy. Còn các quả khác đều ok. Hy vọng sẽ nở ra được các bé Igu baby rất là đẹp vào khoảng tháng 4, tháng 5. Đấy, bên này thì cũng bị hai quả rồi, hai quả móp khá là nhiều rồi, hơi căng đây. Còn bên này là rất rất nhiều trứng bị hư nha các bạn, hầu như là hai thùng này là đều hư hết, nó bị lên móp không hiểu tại sao. Dù bên cam rất là nóng và mình phun thuốc cũng phun nước cũng ít thôi mà vậy đó. Quy trình nó ấp thì mình đã chỉ rồi mà không phải đơn giản đâu, không phải là cứ chỉ là có thể ấp thành công, nếu vậy chắc nhà nhà nào cũng có rồng để mình vui chơi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài này tham quan hai mấy chú Igu của shop nuôi làm giống đây, vườn cây của mấy ông anh hoành tráng ha. Rồi khi nào mình có dịp ở bên Campuchia mình đều phải vô thăm mấy bé này hết. Đấy, một được hai cái nha các bạn, được là dòng Green Honduras, cái toàn là Super S không đó, đã để hai mùa, mùa trước cơ ra baby màu cũng đẹp lắm. Ừ, chào con. Dấu hiệu nó gật đầu là dấu hiệu mà khi mình tiến vô lãnh thổ của nó sẽ kè chút xíu, nó gật đầu cũng có vẻ như một dạng chào hỏi. Sao cái ghe mũi không bị gì rồi. Đây là bé cái nha, hai bé cái này đều đã để nguyên lô trứng ở trong đó. Lần trước mình quay clip kia hướng dẫn các bạn là chỉ một bé đẻ thôi, còn nguyên cái thùng nãy giờ là nguyên một lô luôn á, là của hai bé đực nè, rất là đẹp. Mình phải qua mình phụ lột cho nó hoài luôn á. Đây, xé cái cảm giác mà xé gai đã lắm các bạn. Con mình cũng hay nói chuyện với nó hơi nhiều, không biết nó có hiểu được tiếng Việt hay không mà nó đã quen. Mỗi lần qua chơi là ok bình thường, chả ok lắm. Còn nay lột gai mà không có cái gai nào để lột hết vậy. Dàn gai tạm ổn. Đẹp nè. Mẹ là yếm to đỏ nha, đỏ chót luôn. Đây quay từ hướng này qua đi. Đây. Mập, bao mập luôn. Đực đâu có đẻ đâu nên nó khỏe lắm. Qua cái mùa mà động dục phối thì nó ăn lại nên nó mập ù. À thấy rồi, hồi nãy là lột da chân. Đấy, lúc mình về mình có lột cho nó xíu đây. Mấy cái móng chân đang lột nè. Rồi. Hay, phơi thầm bé cái này coi. Con. Khỏe không con? Đẻ xong thoải mái không? Có gai mũi nghe. Đây bé mẹ có gai mũi luôn, rất là đã. Cái thì bao giờ nó cũng xấu hơn được rồi, về vàng gai rồi, nhưng mà cái yếm vẫn đẹp nha, yếm to. Cái này là Super S luôn nha, đỏ từ nhỏ lên, mua bên Thái về nuôi đến nay cũng tầm 2 đến 3 năm luôn rồi đó. Yêu muốn đẻ được là phải nuôi trên 1 mét, tầm 1 mét, 1 mét 1 cho lên trung bình, mà nếu mà nuôi lý tưởng thì khoảng tầm một năm, hơn một năm rưỡi đó, đã đẻ được hai mùa lứa rồi. Chắc mấy bé này cũng tầm 3-4 tuổi hết. Hay, trong lòng này thì có một cặp rùa tai đỏ nữa, cũng từ Việt Nam mang qua. Thấy rùa núi vàng chứ, Việt Nam mang qua luôn. Đây là dòng rùa cạn của Việt Nam ấy, dễ nuôi. Mấy này có vẻ là cái thì phải. Bữa mang qua cho nhỏ nhỏ mà hôm nay cho ăn quá mập hết trơn luôn rồi, không biết được cái luôn. Kệ đi, chơi cho vui, khi nào đẻ anh tướng. Trong lòng thì lúc nào cũng có đồ ăn đầy đủ, mâm nước cho mấy bé. Cái lòng này thì khá là to nghe, mình chui vô nằm còn được luôn. Ok, lâu lâu qua Campuchia thì quay cho mấy bạn xem mấy bé được cái nè, cha mẹ nè, rồi trứng như thế nào, tình hình là vậy.
Bạn nào thích chơi gu thì liên hệ với shop nha, có đường link Facebook hoặc Zalo bên dưới. Đặt trước thì sẽ có giá tốt, tất nhiên là màu ga thì có thể ra hai mấy bé này like thì thường sẽ ra được màu xanh nè, green nè, rồi red light, có khi hên lắm thì ra được tư red. Mà đợt trước là mấy con red light là đến lúc lớn khách nuôi á, toàn là ra nến đỏ hết luôn, chứ cũng không có gì yếu màu đâu. Chung là cha mẹ gen của mấy đứa này tốt rồi đó. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Shop luôn nha, rất là nhiều clip hay về các pet và các thú cưng. Đây, giờ chúng ta ngắm chút xíu vườn cây ở đây cho tươi mát đi nào. Wow, rất là nhiều cây. Đây là nhà vợ của anh Ú Ù bên Campuchia nha các bạn. Đây, cây này cũng khá là mắc đó, nghe nói mấy chục triệu gì đó, không rành cho lắm, có giá trị á. Mình thì chỉ thấy nó đẹp thôi. Ok, các bạn thích thì nhớ liên hệ với một Bé Shop, nhớ đăng ký kênh luôn. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Thanh thiên. Chúng ta đang dọn trứng nha. Trứng hư nhiều quá phải dọn thôi. Đây trứng hư móc hết rồi. Hồi nãy tắt clip rồi mà tới giờ dọn trứng phải quay nữa cho mấy bạn xem. Đây, trứng hư rất là nhiều, dù đã xài đất ốc xịn nhất luôn. Bây giờ nhiều rồi, chúng ta lại tiếp tục lượm trứng bỏ thôi. 25 quả bị hư nha các bạn. Dù là nó xịt ẩm rất rất là ít rồi đó, mà giờ chỉ còn biết tái sử dụng bằng cách phơi nắng cái đất ốc này thôi. Mình đang xài đất ốc là đất ốc vàng nha, tương đối là loại tốt nhất có thể để dành cho đất ốc đi gu rồi. Thế là vẫn đang dư ẩm hay sao, chịu thôi. Giờ chỉ có phơi rồi tái sử dụng lại. Đây, để mà nuôi igu ấp đẻ rất là cả một kỳ công nha, không có đơn giản như mấy bạn nghĩ. Đây, cho nên khi mà có được một cái igu mà to đẹp thì rất là quý nha các bạn. Đấy, đất ốc này mua cũng hơi là mắc đấy, tầm 200-300 ngàn một ký á. Còn nguyên đống này mình phải xài đến 2 ký rồi. Giờ thì phơi nắng thôi, tái sử dụng lại. Đây đang lột nữa nè, nó rất là đã. Buổi sáng bớt bên cam thì rất là nóng rồi, tỷ lệ mà đẻ trứng nở ra được khá là nhiều. Đây, nếu bạn nào thích nuôi được thì đương nhiên là yên tâm nha. Trời cam chi rất là nắng, đây các bạn có thấy vô cùng nắng rực rỡ luôn. Ok, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vẽ Shop luôn nha, có rất nhiều clip hay về thú cưng.
ngắm bé này một lần nữa. Hello con. Rất là đẹp nha các bạn. Vàng gai. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.